Với vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ, lòng hồ chứa nước ngàn trươi nằm trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, đồng thời nằm trong phạm vi khu vực vườn quốc gia Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh, được đánh giá có tiềm năng lợi thế để phát triển loại hình du lịch sinh thái. Khi đi thuyền tham quan trên lòng hồ ngàn trươi, du khách sẽ thích thú mê mẩn trước phong cảnh sơn thủy hữu tình nơi đây. Đặc biệt càng tô thêm vẻ đẹp hoang sơ yên bình cho khu vực lòng hồ ngàn trươi khi có nhiều thời điểm các đàn cò trắng mùa di cư hàng trăm con, thậm chí lên đến hàng ngàn con về đây trú ngụ. Lúc thì đang bay châu lượn dập dìu trên không trung, lúc lại đậu bên các mép rừng trên các ngọn cây nhỏ. Ông Thái Cảnh Quang, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, hàng năm các đàn cò trắng thường bay về khu vực lòng hồ chứa nước ngàn trươi để trú ngụ là vào thời điểm khoảng từ tháng 9 khi mùa mưa bão đến cho đến hết tháng 10. Sau đó khi thời tiết nắng ấm trở lại, mùa mưa bão cũng giảm dần về cuối năm thì các đàn cò trắng này thường bay đi về phía biển. Thời gian qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng làm tốt công tác vận động tuyên truyền người dân ở 10 xã vùng đệm thuộc huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê trong việc bảo vệ ngăn chặn mọi hành vi săn bắt, bẫy, bắn các loại động vật hoang dã, chim tự nhiên di cư. Theo một số người dân ở huyện Vũ Quang, thời gian gần đây các đàn cò trắng và một số loài chim tự nhiên khác di cư về khu vực lòng hồ ngàn trươi để trú ngụ ngày càng nhiều hơn. Việc này cho thấy môi trường sinh thái ở đây hoang sơ, tuyệt đẹp, yên bình, trong lành, lý tưởng.